một combo duy nhất mọi người nhé, đẩy ba kênh sub 40, loa EV Electro Void bass 30. Trọn bộ combo đẩy loa sub này là chỉ có 24 triệu thôi nhé mọi người nhé. Đấy, combo này duy nhất một combo 24 triệu gồm sub 40 này, đẩy ba kênh và loa EV. Đấy, loa EV thì mọi người biết cái chất của loa EV quá hay rồi. Nó là thằng cao cấp Electro Void. Đấy, còn là sub này là sub bãi 40 của Vitality Audio, hàng này là hàng mới về nhá. Đẹp lung linh luôn mọi người xem này. Đấy, con này thì chất âm của nó cực kỳ hay mọi người nghe nhá. Con này nó cho ra một cái dải trầm rất là uy lực, tiếng chắc gọn và không có đuôi, không bị ù này, không bị ù và rèn nhá mọi người nghe biết này. Đấy, chọn bộ combo này chỉ 24 triệu. Nếu mà có nhu cầu mà nâng cấp lên vang mic thì lúc đó về cái vấn đề karaoke thì ta sẽ tính thêm. Đấy, còn là combo này thì chỉ có 24 triệu thôi, chọn bộ nhé. Con đẩy này thì là đẩy ba kênh của Audio Center nhé, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Tây Ban Nha này, MX3002. Con này là đẩy ba kênh size 3U, sử dụng bên áp xuyên. Và con này thì nó có một cái hay rất là tuyệt vời, đó là nó tích hợp mạch cắt súp ở trên này mọi người nhé, chơi được luôn, chẳng cần phải thêm cái gì cả, nó chơi được súp luôn. Đây này, em nó dùng đánh trực tiếp rồi này, em chỉ cần cấp hai cái đường tín hiệu từ vang xuống, còn lại súp là nó tự cho ra luôn và nó sẽ tự căn chỉnh sự hài hòa về âm lượng giữa súp và phun nhá. Đấy, cho nên là mở lên phát là nghe nó rất là hài hòa, nó không có gọi là trội về súp và không có trội về phun nhiều, nó hài hòa luôn, nó căn chỉnh luôn tất cả nó ở trên này hết, chính cái mạch của nó này. Con này thì nó có tới hai đường ngang cho súp này, cho nên là mọi người dùng hai quả cũng được, nhưng mà hiện tại thì em dùng có một quả này và hai đường cho phun đây. Đấy, đây là những cái volume để mọi người tinh chỉnh về hai con đường súp nhé, cắt tần ấy. Đấy, đây là những cái cầu chữ U trên âm ly. Còn đây là đường tín hiệu vào này. Đấy, con đẩy này thì có vẻ là hơi dày, hơi to, nhưng mà được cái chất âm con này rất là hay. Đấy, combo này thì chúng có duy nhất một con, một combo thôi nhé. Đẩy này là đẩy Audio Center chính hãng này. Đấy, con này nếu mà ở thời điểm của nó là nó bảo hành tới 3 năm cơ. Đấy, nhập khẩu công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại công nghệ âm thanh Hà Nội. Đấy, nhìn những cái hàng đẩy cao cấp, nước sơn của nó nhìn rất là chất, nó lì. Đấy, và đây là loa EV đi theo combo. Con này nếu mà mua rồi thì nó khoảng là 12.5 đến 13.5, dao động tùy từng thời điểm, nhưng mà đi theo combo thì giá nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Đấy, đây loa EV này. Loa này thì nó thiết kế kiểu là monitor được, cho nên là lời, đặc biệt là lời của con EV này cực hay luôn. Mọi người nghe, mọi người cùng nghe. Đấy, rất là trong và chi tiết, cực kỳ trong, mọi người thấy không? Electro Void, thương hiệu này thì quá nổi tiếng, chẳng cần phải giới thiệu nhiều. Đặc biệt là con này hàng bãi nhưng mà rất là đẹp mọi người, mọi người xem. Hàng bãi nhé, rất là đẹp luôn, không bị xước xẻo. Đấy, đấy là một quả, đây quả nữa này, quá đẹp luôn. Đấy, từng góc cạnh của nó đều đẹp. EV và súp đơn 40 hơi. Cái súp 40 thì nó sẽ là vừa trong gia đình vì nó không quá to, không quá nhỏ. Và con này thì có một cái đặc biệt nhá, là nó sử dụng côn từ lên tới từ 22-100 cơ, nó ngang ngửa súp 50 ấy, không phải dòng vừa đâu. Công suất của nó rất là khỏe đấy, không thua kém gì công suất của súp 50 nhá, nhưng mà nó sẽ có ưu điểm là nó gọn hơn. Đấy, gọn hơn 50 và giá nó cũng vừa hơn 50. Đấy, súp bãi mà khá là đẹp. Đấy, súp bãi rất là đẹp. Con này là cái con súp cái dòng mới về thì cũng rất là đẹp đấy. Chọn bộ này là 24 triệu mọi người. Đấy, đi theo combo thì giá tốt rất là nhiều, còn mọi người mua lẻ từng món thì nó sẽ đắt hơn. Đấy, còn chọn bộ thì chỉ 24 triệu thôi, mà em chỉ có duy nhất một combo này nhá. Đấy, vì EV chỉ có một đôi, đấy cũng chỉ có một con duy nhất, còn súp thì có nhưng mà đi theo combo là giá sẽ tốt nhất. Đấy, mọi người chủ động liên hệ nhá, Zalo của em này
0333 527 331. Đây, mọi người cứ chủ động liên hệ vào đây. Đó, siêu hàng toàn quốc, toàn bộ 24 triệu. Đấy, duy nhất một combo. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người ở những clip tiếp theo.